Rồi. Hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2019, Hội Hoa Đức đã bàn giao số tiền là 3 triệu đồng cho bé Lê Thành Đạt để mua sữa Ensure, hai hộp sữa Ensure và thức ăn dinh dưỡng là 2 triệu đồng, và 1 triệu đồng là tiền tái khám cho bé Lê Thành Đạt. Nhớ mẹ bé Đạt đã đại diện nhận số tiền và gửi lời xin thay mặt cho bé Đạt, xin chân thành tri ân và cảm niệm ân đức của quý ân nhân thật nhiều và thật nhiều. Kính chúc quý ân nhân cùng gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, vạn sự an khang và các tường như ý. Đây là số tiền 1 triệu đồng là tiền chi phí khám chữa bệnh cho bé Đạt, và hiện tại 2 triệu đồng đã chi về cho hai hộp sữa Ensure và thức ăn dinh dưỡng cho bé. Dạ, xin cảm ơn. Làm mẹ của bé Đạt, em đã nhận được số tiền là 3 triệu đồng để mua sữa, mua thức ăn cộng với tiền em đi tái khám cho bé. Hôm nay em đã lấy hết 2 triệu đồng mua sữa cho bé với mua thức ăn cho bé để tẩm bổ cho bé, và còn 1 triệu đồng hiện giờ em đang giữ để chuẩn bị đi tái khám cho bé. Em xin rất là cảm ơn đến quý ân nhân cùng Hội Hoa Đức đã cho số tiền cho bé, và hiện giờ bé cũng hiện giờ đang lên cân và nó cũng phát triển bình thường. Và em xin cảm ơn và các quý ân nhân cùng Hội Hoa Đức đã trao số tiền cho em. Và em xin chúc quý ân nhân được dồi dào sức khỏe. Làm dịnh đi nghe con, để té. Rồi. Tính tới thời điểm đây, hiện tại thì bé Đạt đã tăng 300g và số cân hiện tại là 8,4 kg. Đức sẽ cập nhật thông tin của bé Đạt liên tục ạ. Xin cảm ơn.